sẽ bắt đầu em phui tiếp cái thùng này cho mấy anh xem nó là chim gì, có những chim gì trong năm cái thùng này. Hỏa tiễn trống. Lại tốn tiền chuối nữa rồi. Ở Thanh á? Dạ. Chiếc kia không gửi, chiều lên tới vừa ha. Tại chút anh đi lấy hàng nữa. Chiều gửi hả? Cởi đầu thì chiều em gửi ra. Nó lên tới đây từ 3-4 giờ anh lấy được. 3-4 giờ phải không? Để em canh giờ em gửi. 5 giờ cũng được, em gửi trễ cũng được. Dạ dạ dạ. Con này dữ không? Rồi, ok. Con này giữ không anh? Giữ. Giữ không anh? Rồi, rồi, rồi. Hỏa tiễn trống này là 150.000 nha mọi người nha. Bữa nay tốn tiền chuối rồi. Mấy hỏa tiễn ra là hót liền nha anh. Này con gì mà nó bự bự. Âu. Thanh thước. Đây, hồi sáng có một anh trai kia mới gọi em. Đó, bữa nay có rồi. Rồi để chút xíu em sẽ gọi lại cho anh đấy. Thanh thước này là 380 nha mọi người nha. Hôm qua vợ của thằng em mình nó bị tai nạn cho nên là thằng em mình nó tự đóng chim luôn, nó đi bẫy chim về xong rồi nó tự đóng luôn cái thùng nó thấy gớm. Bình thường thì có vợ ở nhà vợ đóng thùng chim rất là đẹp, hôm qua do là bị sự cố cho nên là trời ơi chim đớp rồi. Đây là cái con chim hồng hạnh chứ quên, nãy giờ em chỉ có nhìn phần trên này em cứ tưởng đớp rồi. Đây là con chim hồng hạnh ha mọi người ha, thì cái giá nó là 180.000, chim hồng hạnh truyền nè, mép còn rất là vàng luôn. Em ra từng chim, chim gì, giá bao nhiêu em báo giá trực tiếp hết cho mấy anh ha. Có chim gì đăng bán chim đó, còn những con chim mà không có thì mấy anh khỏi hỏi mất thời gian nha. Đây, chim hồng hạnh tép. Rồi, ok, móng đầy đủ. Ôi, hai bé hồng hạnh rồi. Hồng hạnh là giá 180.000 nha mọi người nha. Đây, chích về lửa mái. Móng đầy đủ. Rồi. 150.000 nha mọi người nha. Thôi để em ghi lại nãy giờ em ra những cái chim gì cái đó để thôi. Đây. 1 2 2 hỏa tiễn, 1 xanh, 1 lửa mái, 2 hồng hạnh. Rồi đó, của người nào thì mình sẽ ghi lên trên cái thùng đó thì nó sẽ không có lộn của người ta ha. Em chơi rất là sòng phẳng và rất là friendly luôn. Có nhiều anh lớn rồi mà cứ chơi trò chơi trốn tìm với em không à, em cũng ngại lắm. Mấy anh nói với em nghe nó rất là đơn giản, mấy anh kêu cứ gửi chim đi, em nhận chim xong rồi em sẽ chuyển tiền cho anh ngay. Dạ em lớn rồi em không có chơi cái trò chơi trốn tìm. Mong tất cả mọi người thông cảm giúp em ha. Anh em nào ở tỉnh ở xa vui lòng chuyển khoản giúp em ha. Đây, lửa mép đuôi ngắn ha. Giá chim này thì chỉ có 240 thôi, em không có đo đuôi nha mấy anh nha.
không chìm được. Hoàn toàn chìm lép hết ha. Cái này bị rớt một lao rồi. Rồi uổng ghê không. Rồi giá không thay đổi, vẫn là 240 ha. Vé này đẹp nha, vé này đẹp nha. Vé này đuôi tương đối dài ha. Vé này rất là mập luôn nè. 17 năm ha. Đó, 17 năm thì là 350 nha mọi người nha. Móng đầy đủ hết. Ở đây em bao tạch lỗi có nghĩa là em bao móng nha. Mắt nè, không bị mù ha. Đó, há miệng đớp ha. Chim mép đó 350. Quên để em ghi lại cái này. Bé này đuôi ngắn chắc em cũng không có đo đuôi đâu ha. Thì mấy bé mà đuôi ngắn mà không đo đuôi như thế này thì chỉ có 240.000 thôi nha mọi người nha. Chim đầy đủ, móng mắt mỏ đầy đủ hết nha. Bé này tương đối ha. Đo cái này là thứ ba ngày 8 tháng 12, đúng rồi ngày 8 tháng 12, đây 17 năm luôn nha mọi người nhé. 17 năm là 350 nhé. Hôm nay rất là nhỏ nhẹ luôn, tại vì cái nhà bên kia nó phá nhà xong rồi, bây giờ chắc có lẽ là nó sẽ chuẩn bị nó sợ nước hay cái gì đó, cho nên nó không có ồn ào. Lại 17 năm nữa, hôm nay là cái ngày gì mà bắt ra con nào con đó 17 năm không à? Có còn hay không? Rồi hết rồi. Thùng này là thùng gì mà nó nặng nặng. Thùng này có vẻ là chim bự bự hay sao này. Thấy nó tòng tòng gớm lắm. Con chim gì to lắm. Ôi, đây là cái con chim truyền vàng anh gái đen ha, chim truyền trống. Đó. Rồi cái giá chim này là 450.000 nha mọi người nha. Rồi. Cái giá của mình có 2 con à. Đây. Wow. Đây, này tốn tiền chuối nữa rồi. Rồi, 2 con vàng anh rồi. Một cái thùng này cũng chim lớn này, không biết là chim gì. Đây,
chim thanh lam trống nha mọi người nha. Ấy da. Nghe chú ơi. Nay á gửi chim rừng nghe chú Thành. Dạ dạ. Chú cũng gửi cho. Rồi rồi. Rồi rồi để điện ông Minh. Chú này giữ Bến Tre ha. Làm máy. Thôi. Còn. Thôi, con này máy luôn. Rồi hết rồi. Rồi xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong cái video tiếp theo nha.